Cứ vào kỳ nghỉ hè là số vụ tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ lại gia tăng. Tai nạn thương tích không chỉ gây nguy cơ tử vong mà còn để lại những hậu quả, di chứng nặng nề, biến trẻ thành gánh nặng cho gia đình. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các gia đình cần quan tâm và dạy trẻ những kỹ năng cần thiết để đề phòng tai nạn thương tích, nhất là trong dịp hè. Từ đầu năm đến nay, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình thẩm mỹ bỏng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị cho gần 1.000 trẻ bị tai nạn thương tích. Riêng từ đầu tháng 5 đến nay đã có hơn 200 trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích. Nguyên nhân chủ yếu là các chấn thương do ngã, bỏng khi vui chơi hoặc bị tai nạn giao thông. Tai nạn thương tích rất là dễ xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên vì các em thường hiếu động, tò mò, nghịch ngợm. Tuy nhiên lại chưa có các cái kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích. Và tai nạn thương tích cũng là nguyên nhân hàng đầu gây đến tử vong cũng như là biến chứng trầm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần đối với trẻ. Sau khi xử trí xong thì chúng ta phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị kịp thời, tuyệt đối là không điều trị theo phương pháp dân gian, kinh nghiệm truyền miệng có thể làm nặng thêm tình trạng của bệnh nhân. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ cần có sự phối hợp của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Bố mẹ cần cảnh giác, không được lơ là trẻ nhỏ, cần để trẻ tránh xa những mối nguy hiểm hoặc vật dụng có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ. Bố mẹ cũng cần nắm được một số cách sơ cứu cơ bản để áp dụng vào từng trường hợp, mức độ thương tích. Khi trẻ không may bị tai nạn thương tích, bố mẹ không nên tự điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị phù hợp.